Đàm Vĩnh Hưng bỏ 9 tỷ làm siêu show kỳ lạ nhất Việt Nam. Quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức họp báo công bố tổ chức live show Diamond Show, đêm nhạc hoành tráng diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của ông Hoàng Nhạc Việt. Trong phần giao lưu thân mật, Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn chương trình Trần Vi Mỹ cho biết Diamond Show có thể gọi là siêu show bởi được đầu tư kinh phí đến 9 tỷ đồng và thực hiện theo phương châm thật lộng lẫy, thật diêm dúa và thật lộng hóa. Không chỉ dàn dựng sân khấu với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, trong Diamond Show, Đàm Vĩnh Hưng sẽ thể hiện khả năng biến hóa đa dạng khi liên tục thể hiện những ca khúc từ nhạc xưa, tiên chiến, bolero và nhạc trẻ. Điều đặc biệt nhất, những bài hát Đàm Vĩnh Hưng thể hiện trong Diamond Show sẽ không gắn liền với tên tuổi của bản thân anh. Bản hit duy nhất của Mr. Đàm được vang lên trong Diamond Show sẽ do nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện. Nhằm phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau, Diamond Show của Đàm Vĩnh Hưng sẽ được bán 30 vé VIP giá khoảng 1.000 đô la Mỹ, hơn 20 triệu đồng. Các mức vé còn lại dao động từ 3 triệu đồng đến. Diamond Show sẽ diễn ra tối ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh và ngày 15 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Nô Phước Thịnh, Bảo Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.